自我认识。睇嘅唔好講你啲計，你咁多車嗰方面，係啦，我認真。但係安頓，佢哋嘅特色係打，佢哋係夾，係啊。có tự có thực ra có mua được trường đẹp ơi, trường điều khác trường nó có rất là có hồn, trường giống như mảnh đất nung màu đất nung mà hình như cũng như cách bằng đất đất nung phía dưới là có một cái góc gỗ đẹp lắm, hình con chuồng chuồng là điều khác với cái góc nó đẹp lắm, như gỗ thiệt lắm, đúng là gỗ thiệt lắm, góc là gỗ thiệt chứ không phải xi măng, đẹp luôn, nhiều khác quá đẹp. Quá đẹp luôn, lên sân sân sơn lại sân đẹp, cái gì bạc màu. Một cái này là tình cờ chụp cái góc này quá đẹp rồi, cho nên nó bị gãy như một cái sừng. Chụp khác đẹp luôn ạ, còn cái góc, còn sao cái góc thì hơi khác thiệt đẹp luôn. Đây nhìn nghiêng tưởng rồi, tưởng là đẹp mà. Giống như là bằng cao, giống như thạch cao, nó thạch cao, mình nghĩ là thạch cao, phải giả cái màu như là đất. Đây thạch cao, cái màu dưới màu trắng trắng thạch cao hay là xi măng trắng. Trong đây thờ như tổ sư của cái chùa trong này, hồ hơi tóc bự. Ngoài đây có một cái chuồng, mình là hoa quay chuồng Linh Sơn, cái tên này là mình thấy không quen với chùa Linh Sơn ở đâu. Mình hôm trước mình quay có một cái chùa tên Linh Sơn. À, cái đền Linh Sơn ở trong Quy Hòa các bạn. Cái đền mà thờ nằm ngay cái khu nghĩa trang vô thường nhận mà. Còn đây là chùa Linh Sơn. Hôm trước cái đền đó gọi là Sơn Linh Linh Sơn. Đây. Không biết là cái từ Phật Lồ này là nó từ sự tích nào. Em nghĩ là có thể là một cái tượng Phật nào đó mà người ta vớt được ở dưới đầm. Thank you.
chứng minh này, hòa thượng bổn sư này, hiệu hiệu thượng tí giác hạ giác, viện chủ tổ đình Minh Tịnh thành phố Quy Nhơn, cùng chư tôn đức tăng trực thuộc môn phong tổ đình, trụ trì đại đức Thích Thị Hoa. Đây là cúng dường các bạn. Thấy có tổ đình Minh Tịnh. Cái chuông là đề chữ Linh Sơn. Cái bệ đây như cũng bằng gỗ. Gỗ là chưa khác. Chạm chỗ bên nó chưa khác. Chạm chỗ nè. Cái này là hình như là cũ ở dưới người ta, ta chùi mới. Cái trên nó là cũ. Trong chuông nó có dán vài tờ giấy. Phía sau cái đây là hết rồi. Còn trong đây là hình như là nhà ăn hay là chỗ mấy sư ở, rồi mình không vào. Mình coi cái cánh điện người ta mở cửa không? Có mở cửa như thế này. Cánh điện. Đây. Cánh điện. Cái tựa ở đây rất đẹp luôn. Tựa Phật Thích Ca ở giữa rất đẹp. Giống như bằng gỗ. Cái tựa này cái màu gỗ mà không biết là phải chất liệu gỗ. Quá đẹp luôn. Cái cánh điện đây thì nó cao, nó rộng, nhưng mà bề ngang nó rộng, nhưng mà cái bề sâu nó hơi ngắn. Nó không được lịch sử, nó gấp đôi bề sâu đây là non. Cái này nó hơi, bề sâu nó hơi ngắn. Bên đây có hai phần hộ vệ. Chùa đây không biết người ta sửa là lần nào mình nhớ hơn trước dịch là cái người ta đã sửa rồi. Đây là xi măng gạch với xi măng gạch. Đây là không biết là xây không phải trong phải làm ốp bên ngoài à.
mình đi ra nha bạn, mình đi ra mình đi tiếp cái ra mấy cồn nổi chỗ nhân hội đi thôi. Đây là cái cổng thì người ta làm một cái sườn sắt các bạn. Ở đây mình nghĩ nên xây cái cổng nó mới đẹp hơn. Làm cái sườn sắt này nó hơi về cơ giới hóa không?